một thí sinh tên em tham dự một kỳ thi môn xác suất thống kê. Em phải làm một đề thi trắc nghiệm khách quan gồm 10 câu. Mỗi câu có 4 lời đáp án khác nhau. Trong đó chỉ có một lời đáp án đúng. Em sẽ được chấm đậu nếu trả lời đúng ít nhất 6 câu. A, giả sử em không học bài mà chỉ chọn ngẫu nhiên lời đáp án trong cả 10 câu, tính xác suất để em thi đậu. B, giả sử em chắc chắn trả lời đúng được 2 câu, còn các câu khác em chọn ngẫu nhiên một trong 4 lời đáp án của mỗi câu, tính xác suất để em thi rớt. Rồi, cảm ơn em. Thì ở đây là mình nó liên quan đến cái phân phối nhị thức này các em, phân phối nhị thức ha. Đó, thì bây giờ là mình tính xác suất một người thi đậu. Ở này là cái này nó làm 10 câu thì có nghĩa là cái phân phối nhị thức với tham số N 10 đó nghe. N 10. Thì mình gọi B là xác suất để M trả lời đúng một câu hỏi thì B là bằng 0,25, tức là 1/4 đó. 1/4 á thì có đề nó cho một bằng 1/5, tức là có 5 phương án không? 5 phương án mà có một phương án đúng. Thì cái này nó có 4 phương án thôi, có một phương án đúng không? Thì gọi ít là biến ngẫu nhiên chỉ số câu trả lời đúng trong 10 câu thì rõ ràng là ít này nó có phân phối nhị thức với tham số N bằng 10 nữa các em, N bằng 10 và B bằng 0,25. Vậy thì xác suất để M thi đậu thì có nghĩa là xác suất M nó đúng từ 6 câu trở lên nha các em. 6 câu trở lên, đúng ít nhất 6 câu. À, tức là đặt A là M thi đậu thì xác suất của biến cố A nó chính là xác suất ít lớn hơn bằng 6. À, xác suất ít lớn bằng 6. Là mà lớn bằng 6 thì nó phải từ từ 6 bằng xác suất ít bằng 6 cộng xác suất ít bằng 7 cộng xác suất ít bằng 8 cộng xác suất ít bằng 9 cộng xác suất ít bằng 10. Tuy nhiên thì chỗ này á, là em có thể sử dụng cái công thức này nè các em. Em sử dụng công thức này em bấm máy một lượt một ra kết quả cho thầy luôn. À, tức là ở đây á, là do cái phân phối nhị thức không? À, phân phối nhị thức với tham số NB cho nên là ở đây là xác suất em tính cho thầy là xác suất ít bằng K nó bằng cái gì? Bằng C K10 rồi nhân cho 0,25 mũ K nhân cho 0,75. 0,75 này chính là 1 trừ 0,25 đó. À, mũ 10 trừ K. À. Đó. Thì xác suất ít bằng K thế này như vậy thì ở đây là mình sẽ tính theo cái xác suất ít lớn bằng 6 này nó sẽ bằng là chỗ này là nó sẽ bằng là xác suất bằng tổng của các cái CK10 nè. 0,25 0,25 mũ K nhân 0,75 mũ 10 trừ K. Và ở đây em sẽ cho K nó chạy từ 6 đến gì đây? 10. Và mình bấm máy ra một lượt một luôn. Ở đây thầy hướng dẫn cái bấm máy một lượt một luôn nè. Thì chúng ta bấm như thế này ha. Em sẽ bấm cái dấu tổng này nè, dấu tổng này. À, bấm dấu tổng này. Rồi em nhập cái công thức vô. Mười cx ha, trong máy mình không có chữ k, bấm chữ x. 0,25 mũ x rồi nhân cho 0,75 mũ 10 trừ x. Và ở đây em sẽ cho x nó chạy từ từ 6 đến mấy? Từ 6 đến 10. Rồi bấm dấu bằng nha. Thì nó ra kết quả là 0,0197. Xác suất nó thi đậu rất là thấp. Có khoảng 2%. À, có 2%. Thì đó là cái câu câu A, xác suất để mờ thi đậu. Mờ thi đậu. Với điều kiện là nó không biết gì cả, nó chọn ngẫu nhiên không. Đấy. Bây giờ mình sẽ giải câu B, tức là xác suất thi rớt với điều kiện là nó trả lời đúng 2 câu.
À, nó trả lời đúng hai câu. Thì nếu mà M trả lời đúng hai câu và các câu còn lại nó chọn ngẫu nhiên thì xác suất trả lời đúng các câu còn lại là 0,25. Do đó là xác suất mà để M thi gớt có nghĩa là trong 8 câu còn lại là nó sẽ trả lời ít hơn 4 câu. Thì xác suất nó trả lời đúng ít hơn, mình gọi y là biến ngẫu nhiên chỉ số câu trả lời đúng trong 8 câu còn lại, thì cái y này nó phải nhỏ hơn không 4, nhỏ hơn 4 thì nó sẽ thi gớt. Đáng lẽ là nhỏ hơn 6 đúng không, nhỏ hơn 6 số, nhưng mà nó nó đã trả lời đúng hai câu rồi, trả lời đúng hai câu rồi. Đấy, cho nên là nó sẽ trả lời đúng thêm 4 câu nữa, từ 4 câu trở lên nữa thì nó đậu. Nhưng mà giờ nó kêu tính xác suất thi gớt, có nghĩa là xác suất cái thằng này nó phải 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 trả lời cái số câu còn lại nó là phải nhỏ hơn 4, tức là từ 3 trở xuống. À, vậy thì xác suất để mà thi rớt có nghĩa là cái y này là xác suất y này nó nhận giá trị từ 3 trở xuống. À, và với điều kiện ở đây là y là nó có phân phối dị thức với tham số n bằng 8, không? N bằng 8. Cho nên là chỗ này là em bấm máy bằng cách nào? Thì em sửa số này lại. Đấy, cái này là nó đi từ 0 đến 3 nè. À, nó trả lời đúng từ 3 câu trở xuống. À, đúng từ 3 câu trở xuống cộng với hai câu đầu nữa là có nghĩa là từ 5 câu trở xuống rồi đúng không? Và cái chỗ này là n nó thay đổi rồi, trong câu b này n thay đổi còn còn 8 câu thôi. Ở đây nó cũng vậy, nhưng mà chỗ này nè em lưu ý nè, khi mà em sửa số là chỗ này em thiếu nè. Em phải sửa là thành 8 trừ x ha, 8 trừ x. Đó, 8 trừ x và em cho x nó chạy từ từ 0 đến gì? 0 đến 3 thì xác suất nó thi gớt lại nè. Mặc dù nó chắc là trả lời đúng hai câu đó, nhưng mà xác suất thi rớt vẫn là nhiêu em? 0,8862. Đúng không? 0,8862. Nhưng mà xác suất thi rớt nhưng 0,8862. Vậy thì qua bài này em thấy là gì? Cái ở câu B đó thì cái quá cái biến ngẫu nhiên y nó cũng có phân phối dị thức, nhưng mà n nó đã thay đổi rồi. N nó còn 8 thôi, thấy không? À, tính xác suất thi rớt tức là xác suất trong trong 8 câu còn lại là nó trả lời đúng ít hơn 4 câu. À, cho nên là tính tổng quát là nó sẽ tính tổng quát là nó sẽ trả lời đúng ít hơn 6 câu. Mà từ 6 câu trở lên thì nó mới thi đậu, không? Ít hơn 6 câu thì rớt. Tức là từ 5 câu trở xuống đó, chọn đúng 5 câu trở xuống thì vẫn rớt. Nhưng mà nó đã chọn đúng hai câu rồi, vậy thì nó chỉ cần chọn đúng 3 câu 4 câu trở lên nữa thì nó đậu, đúng không? Nhưng mà bây giờ nó rớt có nghĩa là nó chọn đúng ít hơn 4 câu, tức là từ 3 câu trở xuống trong 8 câu còn lại đó thì nó rớt. Thì qua cái bài này các em có hỏi gì không ạ? Đây là cái bài tập số 4 ở chương 23 liên quan đến phân phối dị thức nha các em. Liên quan đến phân phối dị thức. Rồi, chúng ta có trao đổi gì không ạ? Nếu không có thì nữa mình xem lại sau đi rồi mình trao đổi thêm ha. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em thêm một câu nữa. Chúng ta sẽ kết thúc buổi học hôm nay. Thầy coi coi bạn nào đọc cho thầy cái đề bài số 5. Nguyễn Lữ Kim Ngân đọc cho thầy cái đề số 5 nghe em. Dạ thầy, là nhà máy dệt muốn tuyển dụng người, biết rành về một loại sợi, nhà máy thử thách người dự tuyển 7 lần, mỗi lần nhà máy đem ra 4 sợi giống nhau, trong đó chỉ có một sợi thật và yêu cầu người này chọn ra sợi thật. Nếu chọn đúng ít nhất 6 lần thì được tuyển dụng.
một người đến xin tuyển dụng nó chỉ cần nhìn qua là có thể phân biệt được thật hay giả với xác suất 80%. Cô A, nếu người này nói đúng khả năng của mình thì xác suất được tuyển dụng là bao nhiêu? Cô B, tính xác suất để tuyển dụng trong trường hợp thật ra người này không biết gì về sỏi cả. Rồi, cảm ơn em. Thì cái bài này giống như cái bài thi trắc nghiệm vậy đó. À, thi trắc nghiệm lúc nãy đó. À, thi trắc nghiệm này đó là cái câu số 4 lúc nãy đó, là nó thay đổi cái N, cũng tham số, cũng phân phối nhị thức mà cô B là nó thay đổi N. Còn chỗ cái bài này là nó thay đổi cái B. Không? Cái B, nếu như người này nói đúng khả năng của mình, có nghĩa là xác suất chọn đúng sự thật trong mỗi lần cho mỗi lần thử thách đó, trong mỗi lần thử thách là 0,8. Xác suất chọn đúng là 0,8. Tức là xác suất thành công là 0,8, đúng không? Đấy, vậy thì em xem này. Nếu mà mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số lần chọn đúng trong 7 lần thử. À, thì x nó có phân phối nhị thức với tham số n bằng 7 và b bằng 0,8. Tức là người này nói đúng khả năng của mình, đúng khả năng của mình có nghĩa là xác suất chọn đúng sự thật là 0,8 trong mỗi lần thử, đúng không? Đó. Cho nên là ở đây là để tính xác suất người này được tuyển dụng, tức là chọn đúng từ 6 lần trở lên, chọn đúng từ 6 lần trở lên, trong 7 lần thì chọn từ đúng 6 lần hoặc là đúng 7 lần đều được tuyển chọn hết. Vậy thì mình coi xác suất được tuyển chọn là bao nhiêu nha. Thì xác suất được tuyển chọn có nghĩa là xác suất x này nó nhận giá trị 6 hoặc là 7. À, 6 hoặc 7. Trường hợp x nhận giá trị 6 thì nó là số tổ hợp dập 6 của 7 nhân cho 0,86 và nhân cho 0,2, tức là 1 trừ 0,8 của 1. Còn xác suất chọn đúng 7 lần luôn thì nó là C77 nhân cho 0,87. Và cái này mình bấm máy ra. À, em có thể bấm theo cái tổng này cũng được. À, thì cái này là nó có 7 lần không? Và mình chọn là tính cái này từ 6 đến 7 nè. Từ 6 đến 7. À, cái này là số 7 luôn. Và do anh ta nói đúng khả năng của mình cho nên chỗ này là 0,8. 0,8 mũ x. Và nhân cho 0,2 mũ 8, 7 trừ x chứ không phải 8 nha, 7 trừ x. Và mình coi kết quả ra thì 0,5767. 0,5767. À. À. Vậy thì nếu như anh này ảnh có cái khả năng nhìn đúng sự thật với xác suất là 80% thì khả năng anh ta được tuyển dụng là 0,5767. Rồi câu B là cũng tính xác suất được tuyển dụng, nhưng mà trong trường hợp là anh này không biết gì về sợ cả, anh ta cứ gặp cái bốn sợ cái anh ta chọn đại ra sợ cái, nói đây sợ thật. Lần thứ hai anh ta cũng làm tương tự vậy, giống như kiểu mà làm trắc nghiệm, bài làm trắc nghiệm có bốn phương án mà chọn ngẫu nhiên một phương án vậy thôi. Đấy. Vậy thì ở đây câu B là cái B nó thay đổi, đúng không? B nó thay đổi, nó còn có 0,25 mà, đúng không? Cái B trên đây là 0,8 rồi B còn 0,25. Vậy thì tính ra xác suất anh ta được tuyển dụng như thế nào? Thì lúc này mình cũng có phân phối nhị thức, nhưng mà cái tham số B nó thay đổi, nó còn 0,25 thôi. Vậy thì xác suất được tuyển nó sẽ là nhiêu? Đó, cũng công thức lúc nãy, nhưng mà mình thường sửa số là sao? Thì chỗ này lúc này mình sửa là thì chỗ này là 0,25. À, chỗ này mình sửa là thì nó ra là 0,75. Mấy cái số tham số ở trên nó không thay đổi. Vậy thì nó ra kết quả này là 0,0013. Này 0,0013 này. Cái này do nó làm tròn từng trường hợp đó các em. Bên đây bấm từng công thức ra mình làm tròn vậy thì cái đáp án mình thừa nhận là 0,0013 cũng được, mà 0,0014 cũng được. Này, nếu mà em là bấm ra từng cái giá trị ra. À, em bấm từng cái giá trị ra rồi em làm tròn, sau đó em cộng lại thì nó sẽ sai sai số nhiều hơn. Đấy.